Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị về tiêm liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Theo đó, người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mRNA, ví dụ như vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất, có thể tiêm mũi 3 liều nhắc lại bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Tại Quảng Ninh, hiện tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 toàn tỉnh đã đạt khoảng 96%. Ngành y tế vẫn đang tiếp tục triển khai tiêm bổ sung cho những người chưa đủ mũi hoặc trẻ em vừa đến tuổi tiêm chủng. Thông tin cụ thể về lịch tiêm, người dân có thể liên hệ tới trạm y tế xã phường gần nhất. Theo thống kê của CDC Quảng Ninh, liên tục trong những ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận hàng ngày đã có xu hướng giảm so với trước đó. Cùng với đó, tại một số bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, số ca mắc COVID-19 chuyển nặng và nguy kịch phải điều trị tích cực cũng đang có xu hướng giảm dần. Cơ quan y tế cũng khuyến cáo vaccine hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong việc giảm mức độ nặng và tử vong đối với người nhiễm COVID-19, kể cả với biến chủng Omicron. Điều này được thể hiện rõ qua tỷ lệ tử vong trên số ca mắc của Quảng Ninh chỉ ở mức 0,04%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ tử vong trung bình của cả nước là 0,49%. Do đó, để thích ứng sống chung an toàn với dịch bệnh, việc tiêm chủng 3 mũi vaccine là biện pháp hiệu quả và quyết định. Quảng Ninh là tỉnh biên giới ven biển, địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại quan trọng. Nhận thức sâu sắc điều này, những năm qua, Quảng Ninh luôn thực hiện đồng bộ toàn diện các biện pháp nhằm củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng, thành phần hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đạt tỷ lệ trên 1,7% so với dân số. Qua hoạt động thực tiễn, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, thực sự là lực lượng quan trọng trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và cơ sở. Dự án Bến cảng Tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 được khởi công từ tháng 10 năm 2021 trên diện tích đất 82,7 ha. Theo chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Vạn Ninh, đến nay đơn vị đã hoàn thành xong việc rà phá bom mìn. Dự kiến cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới sẽ điều thiết bị, nhân lực, bắt đầu triển khai thi công nạo vét san lấp, làm đê bao. Đồng thời thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu thi công bến cảng và các hạng mục còn lại. Chủ đầu tư cũng tích cực phối hợp cùng các sở ngành của tỉnh xin ý kiến các bộ ngành liên quan đối với việc giao khu vực biển. Kiểm tra tiến độ dự án Bến cảng Tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 tại thành phố Móng Cái vào hôm qua, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai các phần diện tích đất đã được giao, xây dựng chi tiết tiến độ các hạng mục công việc, báo cáo tỉnh và thành phố để giám sát cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Tiếp tục bám sát các bộ ngành liên quan để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải quyết những kiến nghị của chủ đầu tư liên quan đến nguồn vật liệu san lấp và đầu tư hệ thống điện nước, viễn thông đến chân dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chủ đầu tư giải quyết nhanh nhất, sớm nhất. SEA Games 31, Quảng Ninh đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu, nhiều thứ hai trong số các địa phương đồng đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Đây là cơ hội rất lớn cho du lịch Quảng Ninh quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, thu hút du khách quốc tế trong bối cảnh phục hồi mạnh mẽ lĩnh vực du lịch dịch vụ. Khu tinh dưỡng Legacy Yên Tử là địa điểm đăng cai tổ chức môn cờ tướng của SEA Games 31. Dự kiến sẽ có hàng trăm kỳ thủ cùng thành viên các đoàn tham dự và đơn vị truyền thông quốc tế sẽ thi đấu, làm việc và trải nghiệm dịch vụ tại đây. Tận dụng cơ hội này, đơn vị nỗ lực đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức môn thi, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ấn tượng tốt nhằm quảng bá, xúc tiến, thu hút du khách quốc tế, nhất là từ thị trường ASEAN. Ngay bây giờ là cái phần bếp của Legacy đã lên các cái món ăn để phục vụ cho văn hóa của các nước. Đạo Hồi mình phục vụ thế nào, đạo Phật thì phục vụ thế nào, và đạo Thiên Chúa thì phục vụ ra sao. Tất cả những cái đó là anh em đã phải tính toán từng ly từng tí một. Khi các cái kỳ thủ của văn hóa nào thì chúng ta phục vụ theo cái văn hóa của họ. Bên cạnh đó, không gian của ngủ rồi là các cái không gian khác nữa thì làm sao để người ta tạo ra một cái cảm xúc tốt nhất. 7 môn thi đấu SEA Games sẽ được tổ chức tại Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí. Cùng với đảm bảo các điều kiện lưu trú chất lượng cao, phục vụ vận động viên và các đoàn khách, ngành du lịch chủ động kế hoạch đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất con người Quảng Ninh. Các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm tour du lịch ngắn ngày trải nghiệm, khám phá đặc trưng thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực Quảng Ninh như thăm vịnh Hạ Long, tour tham quan các điểm đến trong thành phố, du lịch văn hóa, chăm sóc sức khỏe. Nguồn nhân lực được quan tâm đào tạo, đảm bảo chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là cái cơ hội rất lớn để cho các doanh nghiệp lữ hành chúng tôi tiếp cận với lại cái nguồn khách quốc tế đến Việt Nam sớm nhất
và nhanh nhất. Với việc Quảng Ninh đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu SEA Games, ngành du lịch được hưởng lợi ích kép, vừa đón được khách quốc tế, vừa quảng bá được hình ảnh thương hiệu du lịch Quảng Ninh, an toàn, thân thiện, hấp dẫn, sẵn sàng đón bạn trở lại, tạo ấn tượng tốt. Năm qua, trường Đại học Hạ Long đã phối hợp chặt chẽ và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo với nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để nhà trường nắm bắt nhu cầu của nhà tuyển dụng và thị trường lao động để bổ sung điều chỉnh chương trình giảng dạy kịp thời với tình hình thực tiễn. Từ đó, sinh viên có nhiều môi trường thực hành, thực tập và nhiều cơ hội việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. Nguyệt Anh, sinh viên năm thứ tư ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống trường Đại học Hạ Long vừa kết thúc đợt thực tập trong vòng 2 tháng tại khu nghỉ dưỡng Premier Village Hạ Long Bay Resort. Với kết quả đạt loại tốt, Nguyệt Anh nhận được lời mời vào làm việc chính thức tại khu nghỉ dưỡng này ngay sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 6 tới đây. Khi mà nhận được cái thông báo đấy thì em cảm thấy rất là vui, tự hào, cũng có phần là bất ngờ đó vì đã được có cái cơ hội việc làm này. Bản thân em thì cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể là khẳng định được cái thương hiệu đào tạo của trường Đại học Hạ Long. Trong thời gian thực tập đây thì các bạn đã hoàn thành rất tốt cái nhiệm vụ được giao, học tập được đầy đủ các quy trình quy định cũng như các tiêu chuẩn của ngành dịch vụ khách sạn. Dựa trên đó thì cơ sở ưu tiên các bạn trong quá trình tuyển dụng vì đây là những cái người mà đã được đào tạo, cơ sở đã tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với những cái lao động ở bên ngoài. Từ năm 2015 đến nay, Đại học Hạ Long đã liên kết với khoảng 50 doanh nghiệp trong việc hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng. Qua mối liên kết này, tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên của trường được thực hành, thực tập và có thêm nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Doanh nghiệp có được nguồn nhân lực chất lượng cao. Những lần được đi thực tập thì chúng em được giáo viên hướng dẫn rất là nhiệt tình, chỉ bảo là chu đáo. Khi đến với những cơ sở nhà hàng tại địa bàn Quảng Ninh thì doanh nghiệp luôn sẵn sàng đón tiếp và chỉ việc tận tay cho bọn em, giúp bọn em có thêm những kiến thức và tự tin hơn trong công việc. Các cái chương trình hiện nay thì hướng cho sinh viên đến khả năng thực hành thực tập và hướng ứng dụng trong công việc. Ngoài ra thì chương trình còn giúp cho sinh viên tiếp cận cái kỹ năng mềm, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và đặc biệt là khả năng ngoại ngữ của sinh viên để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. Sau gần 8 năm thành lập và đi vào hoạt động, Trường Đại học Hạ Long dần trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp nhân lực cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ngoại ngữ, thủy sản là các ngành đào tạo thế mạnh của nhà trường. Nhiều năm liền, Đại học Hạ Long có trên 90% sinh viên khoa du lịch, 80% sinh viên khoa ngoại ngữ tìm được việc làm đúng chuyên ngành ngay sau tốt nghiệp. Đặc biệt ở các chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, thủy sản, 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đại học Hạ Long là một trong những trường đại học hàng đầu tại tỉnh Quảng Ninh cũng như là tại vùng Đông Bắc của Việt Nam. Và ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến tỉnh Quảng Ninh đầu tư vào những năm 2014 cho đến năm 2016, thì tập đoàn Sun Group đã ngay lập tức là lựa chọn trường Đại học Hạ Long để cùng đồng hành phát triển hợp tác trong cái lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực, đào tạo cũng như là tuyển dụng để phục vụ cho cái nhu cầu phát triển lớn mạnh của tập đoàn Sun Group. Mục tiêu của Trường Đại học Hạ Long đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh và hướng tới trở thành cơ sở đào tạo uy tín trong nước và khu vực. Để thực hiện tốt mục tiêu này, nhà trường tập trung đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo trên 4 lĩnh vực chính: du lịch dịch vụ, ngoại ngữ, kỹ thuật công nghệ, xã hội nhân văn. Đây là những ngành phù hợp với định hướng chiến lược của tỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển thực tiễn của xã hội. Bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.